Xin chào các bạn, hôm nay bên em mua một chiếc đồng hồ của Orient. Chiếc này có tên là SK 2019, bản màu xanh navy. Thì hôm nay sẽ cùng các bác trên tay một chiếc đồng hồ này để xem là so với lại những cái đời trước, ví dụ như đời cổ 1970 và đời mới gần đây 2015 thì nó có gì khác nhau. Thì em cũng đã chuẩn bị ở đây là một chiếc đời 2015 rồi. Và đời 1970 thì em cũng bán mất rồi, trước có một chiếc nhưng mà bán mất rồi thì cũng không rất tiếc là nó không có ở đây để có thể so sánh nó sự khác nhau giữa các đời nó như ra thế nào. Thì đây là mở hộp của chiếc Orient SK 2019, thì khi mà hộp ra thì anh em sẽ thấy bên trong nó là các cái phụ tùng như thế này. Đây là chiếc đồng hồ mua tại Nhật nhé, trực tiếp em mua tại Nhật luôn. Và bên trong thì anh em sẽ thấy rằng là nó có một cái đây là cái gì đây. Cái này là cái hô sô sộ, cái warranty là người ta có ghi là hô sô sộ Nihon Kokunai no Mi Yuko, là chỉ có hiệu lực ở Nhật thôi, bảo hành đấy. Thế còn chiếc này là siêu hình mê của nó là Orient này. Serial number của nó là B930992. Siêu hình ba ngộ là cái số mã hiệu là RNAA0B03L. Chiếc này được em mua vào ngày 4 tháng 7 năm 2020 tại Kabushiki Kaisa Yodobashi Camera Maruchi Media, tức là mua ở Yodobashi, ở Umeda, ở Osaka nha anh em nhé. Đó, thì đây là cái thẻ bảo hành có tên đầy đủ chính xác của cái nơi bán để cho anh em yên tâm, để mình yên tâm khi mà mình có cái vấn đề gì về đồng hồ. Thì đây là cái bảo hành. Thế còn cái Kikaishiki Toke, cái này nó là cái hướng dẫn sử dụng về cái đồng hồ thôi, cũng không cần quan tâm. Cái này thì là hướng dẫn sử dụng của hãng về các cái đời máy, rồi các cái trung tâm bảo hành của chiếc đồng hồ này. Thì anh em mà sau cái này sẽ xem sau, vì xem này mất thời gian. Nói chung đây là những cái thứ mà đi kèm cùng với chiếc đồng hồ thôi. Đó, cái này thì sẽ xem sau. Thế còn bên cạnh đó thì họ có tặng cho mình một cái bộ dây da đi kèm, một bộ màu da màu xanh tím than. Cũng này cũng không phải là của chính hãng Orient đâu, nhưng mà nó có cái khuy bấm này để có thể thay dễ dàng, tự thay được. Bên cạnh đó thì nó còn có thêm mấy cái mắt thừa để cho trường hợp tay anh em to thì chúng ta sẽ có thể tự thay để chúng ta cho nó rộng ra. Đó. Thế còn đây thì cái là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Thì em sẽ tháo cái này ra. Thì theo như cái tài liệu tiếng Nhật từ trước em ở Nhật em đọc được ấy, thì em thấy là người ta bảo rằng là chữ SK thì nó được sản xuất đầu tiên năm 1970. Thì trước đó thì Orient nó cũng đã sản xuất ra rất nhiều những chiếc đồng hồ dòng King Diver vào những năm thập niên 60 đó, với cái khả năng chống xước rất là tốt và chống nước cũng rất là tốt. Thì cái SK vào thập niên 70 này thì nó sinh sau đẻ muộn và nó dựa trên cái nền tảng của những chiếc Diver King. Chính vì vậy mà người ta gọi là chữ SK được ra đời là chữ này này, được gọi là Super King, có nghĩa là tức là vua của các vị vua. Nhiều anh gọi là vua gọi là gì nhỉ? Sea King, nhưng mà cũng không phải vua biển cả đấy, nhưng mà không phải. Em cũng hỏi các bác Nhật thì họ sưu tầm Nhật thì họ sưu tầm đồng hồ thì họ bảo là Sea King là vua biển cả, là dành cho các cái dòng Diver cơ, những năm 60 cơ. Còn các cái dòng SK này thì người ta gọi là Super King thì mới đúng, vua của các vị vua. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trên tay một chiếc đồng hồ vua của các vị vua này. Thì vua của các vị vua này thì lần đầu tiên được Nhật sản xuất năm 1970, là cái dòng SK huyền thoại đấy. Và lần được tái sản xuất đầu tiên là vào năm 2015 đấy, với những cái thay đổi hiện đại hơn. Và khi mà Orient SK này nó ra đời thì nó đều tạo được cái tiếng vang trong cái giới chơi đồng hồ. Và theo như lời kể của các bác lớn tuổi thì theo em biết là những năm 1970 thì cũng phải thuộc diện tầm cỡ thì mới có thể mua được chiếc đồng hồ SK. Năm đó là Việt Nam vẫn còn đang chiến tranh, và đồng hồ thời đó thì nó hiếm chứ nó không tràn lan như bây giờ, phải không anh em?
Và gần đây nhất thì cái phiên bản SK Orient 2019 này thì trên tay đây này, thì nó được bán ra vào tháng 6, mồng 6 tháng 6 năm 2019 và đến tháng 3 năm 2020 là kết thúc. Thì cái này nó là mình gọi là đời 2019 cũng được mà gọi là đời 2020 cũng được. Thì cái này nó rất nhiều người đánh giá đây là một chiếc đồng hồ có cái độ hoàn thiện cao nhất, tiện nhất và bền nhất kể từ khi ra mắt năm 1970 đến nay. Thế thì tại sao lại gọi là hoàn thiện cao nhất, tiện nhất, bền nhất thì tí nữa chúng ta sẽ cùng bóc tách từng phần. Và một cái lưu ý rằng là cái đồng hồ năm 2019 này thì nó là bản giới hạn ra mắt trong gần một năm thôi, tức là từ tháng 6 năm 2019 cho đến tháng 3 năm 2020 tại Nhật Bản. Thì nó có 3 màu là màu vàng, màu mặt lửa và màu xanh navy. Thì trên tay em đây đang là một chiếc màu xanh navy nhé anh em nhé. Chiếc mặt lửa thì em cũng đã bán rồi. Về tổng thể thì anh em sẽ thấy rằng về thiết kế của chiếc phiên bản Orient SK 2019 này thì nó gần như là không có quá nhiều thay đổi và khác biệt so với lại phiên bản SK 1970 hay gần đây là phiên bản SK 2015. Đấy. Ví dụ như là phiên bản này thì nó sẽ được sao chép gần như là toàn bộ từ SK 1970. Bộ vỏ này, rồi nó có 4 đinh ở 4 góc, vòng benzen ở phía bên trong, rồi mặt số đều được trải sắc tia đồng tâm tạo một cái hiệu ứng tỏa sáng với một cái bố cục rất là độc đáo, và bên cạnh đó là một bộ dây đeo cũng có cái thiết kế giống nhau. Và cái thay đổi chủ yếu ở đây so với các cái thế hệ cũ ấy là bộ máy bên trong của cái máy này này. Đấy. Máy cũ, đời cũ thì đời cũ là năm 1970 hoặc là thế hệ năm 2015 ấy, thì nó sử dụng cái máy là 469. Đây, máy 469. Thì đời mới này thì họ đã được thay bằng cái máy của F6922. Chết rồi. Đây này. Là cái máy mà hiện đại hơn F6922 thì nó hiện đại hơn và nó có nhiều chức năng hơn, nhiều chức năng hay hơn. Đó. Về mặt dial của nó thì anh em sẽ thấy rằng là đối với phần mặt số thì nó có một chút khác biệt về màu sắc. Ở phiên bản 2019 này thì cái màu sắc của nó theo như mình quan sát thì nó đậm và trầm hơn. Và nó nhạt dần ra phía bên ngoài và tạo cho chúng ta một cái cảm giác là nó làm sao nhỉ? Nó mềm mại hơn so với lại cái phiên bản 2015 trước đây hay là 1970 trước đây. Thế còn về cái thương hiệu biểu tượng logo Orient thì nó vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên là phiên bản cũ thì nó được in luôn trên cái mặt dial. Còn phiên bản này thì nó lại là một cái miếng kim loại được gắn nổi, tạo nên được một cái nhìn đa chiều và sự mới lạ và cái chiều sâu cho cái mặt dial này, làm cho cái chiếc đồng hồ này nó được nhìn 3D hơn. Thế còn ở viền bên cạnh thì anh em sẽ thấy rằng là phiên bản 2019 thì hay là phiên bản 2015 thì cũng đều được thiết kế theo kiểu bất đối xứng. Một bên thì được vát tròn, một bên thì lại được thiết kế theo các cạnh của cái hình lục giác, tạo nên một cái cảm giác mạnh mẽ và nó nam tính hơn. À. Thế còn ở bốn góc thì chúng ta vẫn có bốn cái đinh tán ở bốn góc này. Đấy. Làm cho cái tăng thêm một cái sự nổi bật và đặc trưng của cái SK Seeking này. À, Super King này, không phải Seeking. Về phần kim thì anh em sẽ thấy rằng là bộ kim cọc của nó là có hình trụ và cọc số thì được làm bằng các chấm nhỏ màu vàng. Và chiếc SK 2019 này thì vẫn được trang bị dạ quang, làm cho chúng ta có thể dễ dàng xem giờ ngay cả khi chúng ta ở những nơi thiếu ánh sáng. Rồi họ cũng sử dụng các cái công nghệ mạ màng vàng PVD hiện đại nhất cho cái khung viền cửa sổ lịch ngày và thứ ở góc 3 giờ. Thế còn trên bề mặt của mặt dial này thì mặt kính thì họ sử dụng kính là cái kính cứng crystal của Orient với một cái độ chống trầy và chống xước, chống va đập rất là tốt. Và kích thước thì anh em sẽ thấy rằng chiếc đồng hồ này nó khoảng đường kính của nó khoảng 41,7
tương đương với 42 mm, với độ dày máy khoảng 12,6. Đây là một cái kích thước trung bình khá của một chiếc đồng hồ cơ, đảm bảo được phù hợp với lại đa phần cổ tay của nam giới Việt Nam anh em mình. Và một chi tiết đặc trưng khác của cái Orient SK không thể không nhắc đến, đó là cái vòng benzen với cái tác dụng là tính dở lạn rất là tiện lợi ở bên trong đó. Tăng khả năng chống nước của nó, đúng không? Và một cái đổi mới nữa đó là bên ngoài cạnh núm thì chiếc đồng hồ 2019 này nó có hai núm vặn thôi, so với lại đời 1970 hay là đời 2015 này thì anh em sẽ thấy này, nó có ba núm vặn đó, nó có ba núm vặn. Nhưng mà sang đời 2019 này thì nó sẽ chỉ còn có hai núm vặn thôi, nó sẽ đơn giản hơn. Và do cái thay đổi về máy, một là cái này để chỉnh giờ, chỉnh thời gian ở vị trí 3 giờ, chỉnh ngày chỉnh giờ, đấy là 3 giờ này. Thế còn núm này là chỉnh cái vòng benzen ở bên trong ở vị trí 4 giờ này đó. Và cho phép chúng ta quay ngược hai chiều nhé. Trên mặt dial của chiếc đồng hồ 2019 này thì nó có 3 màu anh em nhé, là có thể là màu mặt lửa này, màu vàng và màu xanh navy. Trên tay em đây đang là một chiếc màu xanh navy, có ngả, phần ngả hơn về màu đen. Nó rất là hợp với lại anh em mà mệnh thủy, mệnh mộc. Thế còn thường thì đa số anh em là thích mặt lửa thì nó sẽ hợp hơn với lại những anh em mệnh hỏa, mệnh thổ. Thế còn mặt vàng thì hợp cho mệnh gì nhỉ? Mặt vàng thì hợp với lại mệnh thổ và mệnh kim anh em nhé. Tuy nhiên thì trừ khi chúng ta đặc biệt thích màu nào thôi, còn theo như em, cá nhân em thì em nhìn thấy rằng là chiếc đồng hồ Orient mặt lửa thì nó đẹp hơn, tức là màu đỏ đấy. Mặt lửa thì nó luôn là cái phiên bản nóng nhất, nóng hổi nhất, nổi tiếng nhất. Ở đây thì em lại không có cái mặt lửa bởi vì em bán mất rồi. Nhưng mà nó luôn luôn là huyền thoại hơn trong các cái màu. Nó có giá hơn trên thị trường đồ cổ. Biết đâu chúng ta mua SK 2019 mặt lửa bây giờ khoảng 40 năm nữa, vào khoảng năm 2060-70 thì con cháu chúng ta nó cũng lại đang đi săn lùng cái đồng hồ SK mặt lửa, đúng không ạ? Của thời chúng ta chẳng hạn thế. Thì nó sẽ có cái giá trị hơn sau này. Tuy nhiên thì lại có người là nhìn theo hướng khác. Ví dụ như ai mà cũng thích mặt lửa thì mặt vàng hoặc là màu xanh navy này thì nó sẽ trở nên hiếm hơn, đúng không ạ? Đấy, thì tùy anh em lựa chọn. Thế còn về bộ dây đeo thì anh em sẽ thấy là phần dây đeo của chiếc phiên bản SK 2019 này thì nó là một loại dây thép gấp nhé. Bề mặt nó được trải xước và nó làm được các cái mảnh thép không gỉ và nó gấp lại với nhau, cuộn lại với nhau, tạo được cái độ đặc cho cái dây, chứ không phải là thép đúc đâu. Thép đúc thì nó sẽ nặng và nó sẽ giúp cho cái đồng hồ này, bây giờ cái dây này nó sẽ làm cho cái đồng hồ này nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn và có cái cảm giác thoải mái hơn cho anh em chúng ta sử dụng, nó nhẹ hơn. Đồng hồ này thì dày 12,6 mm, dày 12,6 mm nhé, rất là vừa. Về thế còn mặt sau của nó thì anh em sẽ thấy là trên nắp lưng của chiếc đồng hồ SK này thì nó là cái nắp lưng xoáy rất là chắc chắn, tạo nên được cái độ chống nước đến 50m và có đầy đủ các cái thông số Orient, logo Orient này. Đây, cái siêu ni lông này chưa bóc thì lúc nào bóc sau. Đây anh em nhìn này, đây là bản made in Japan xịn xò luôn này. Stainless steel này, thép không gỉ 316L này. Rồi độ chống nước là 53 này. Cái này có Epson, là công ty mẹ của Orient này. B930 bao nhiêu đây này. Đó, phần máy là 6F692 nhé, UIA0. Đó, thì đây là cái máy F692, thì nó là cái máy mới. Chúng ta có thể sử dụng các cái sinh cái máy này thì nó có độ chống nước 50. Chúng ta có thể sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như đi mưa, rửa tay, tắm, giặt vòi hoa sen trong nhà đấy, là chúng ta không hề sợ bị nước vào. Thế còn phần quan trọng nhất của chiếc đồng hồ này đó là phần máy. Thì anh em sẽ thấy rằng là về thiết kế thì không có gì thay đổi cả. Nhưng mà điểm thay đổi mạnh mẽ nhất đó là cái máy.
tại sao nó lại là phiên bản hoàn hảo nhất là ở cái cỗ máy của nó với 22 chân kính. Đây này anh em nhìn này, cái cũ máy đời cũ ấy 1970 thì nó sẽ là 21 chân kính, còn máy đời mới là 22 chân kính. Máy F6922 nhé, thay vì cái máy cũ là 469 21 chân kính cũ đấy, với tần số cái này thì với tần số dao động là 21.600 tần số dao động, và nó có chức năng là tự động lên cót và có hỗ trợ cả cót tay nữa, có hỗ trợ cót tay nha anh em nhé, rất là hay. Cái này là cái chức năng mà em thấy thích nhất trong các cái dòng đồng hồ cơ đây em thấy này. Như anh em thấy là 2015 là nó chưa có hỗ trợ cót tay đâu, nhưng mà sang 2019 này thì nó đã được hỗ trợ cót tay rồi đó. Thì hỗ trợ cót tay này nó sẽ rất là tiện. Rồi nó có cả cái chức năng là dừng kim dây khi mà chúng ta chỉnh giờ đó, dừng kim dây khi chúng ta chỉnh giờ nhé. Nó tiên tiến hơn cái dòng máy cũ kia, máy 469 trên dòng máy 1970 hay là 2015 này thì là máy cũ 469 là con ngựa thồ đấy. Máy Orion mới này thì nó được coi là thế hệ 2, còn cái máy Orion 469 cũ này thì nó là coi là thế hệ 1. Thực chất thì hai cái máy này nó được xây dựng trên cái nền máy của Seiko sản xuất 7006 đấy, nhưng mà Orion sau nó đã mua lại bản quyền 570, mua lại của Seiko, và sau đó thì nó trở thành một cái cỗ máy huyền thoại trong trong các cái đời máy của Seiko, của Orion. Ví dụ sử dụng 469, ví dụ như anh em biết là có Orion 3 sao này, rồi Orion SK này này, rồi Mako, rồi Ray là đều sử dụng cái máy ngựa thồ 469, máy 469 này. Đấy. Nổi tiếng, rất là nổi tiếng với cái thời gian phục vụ cho các cái dòng máy rất là lâu, và nó duy trì được cái độ chính xác và chất lượng cao, độ bền rất là lâu. Thế còn máy F6922 có 22 chân kính này thì nó được phát triển dựa trên cái bộ máy cũ là bộ 469 này, và nó còn hiện đại hơn và tốt hơn cái máy cũ. Bởi vì sao? Bởi vì cái đời máy cũ là nó không có lên dây cót thủ công, không có dừng kim dây khi chỉnh giờ, cho nên là rất là bất tiện khi mà chúng ta sử dụng. Đấy. Không có lên dây cót thủ công thì bắt buộc chúng ta phải đeo hoặc là chúng ta phải có máy để chúng ta lên dây cót đấy, thì nó mới không chết, nó mới chạy được. Nhưng mà cái này thì nó có hỗ trợ cót tay cho nên là nó sẽ rất là tiện khi mà anh em chúng ta buổi tối chúng ta đi ngủ, chúng ta không đeo nữa, là chúng ta lấy ra chúng ta vặn ít cót tay, chúng ta cất đi, sáng hôm sau vẫn chạy bình thường. Nhưng mà cái đồng hồ kia mà không ấy thì hôm sau chúng ta lại phải chỉnh giờ, rất là mất thời gian và bất tiện đó. Cái máy F6922 này thì nó được dựa trên cái máy cũ kia, cho nên là cái độ bền, độ chính xác, rồi độ tin cậy là họ vẫn giữ lại. Bên cạnh đó là họ bổ sung cái cơ chế là hacking second, có nghĩa là dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đó. Dừng kim dây khi chỉnh giờ. Và có một cái nữa là lên dây cót thủ công. Đấy. Khi chúng ta không đeo nữa là chúng ta lên dây cót thủ công tạo năng lượng dự trữ cho cái đồng hồ. Thì đây là hai cái chức năng rất là hay, rất là cần thiết. Cái dây khi mà chúng ta dừng kim dây khi chỉnh giờ thì chúng ta sẽ nó sẽ giúp cho đồng hồ của chúng ta được điều chỉnh thời gian chính xác đến từng giây, đúng không ạ? Đó. Thế còn với lên dây cót thủ công này thì chúng ta không cần phải đeo, ít nhất là 8 tiếng mỗi ngày thì cái đồng hồ này nó vẫn có thể hoạt động. Và bên cạnh đó thì nó loại bỏ cái nút bấm ở góc 2 giờ này. Đó, nó bỏ đi. Máy do cái việc cải tiến máy, cái cơ chế chỉnh lịch thứ nó được đặt chung vào cái núm ở góc 3 giờ này, cho nên là nó đã bỏ đi cái núm này. Cho nên là chỉnh lịch nó trở nên đơn giản hơn, và cái khả năng bảo vệ chống nước nó cũng tốt hơn, bởi vì nước là hầu hết là vào đều do ở những cái núm này thôi. Đấy, nút bấm này này là cái nước nó hay vào này. Điểm vượt trội của cái máy F6692 này là nó có lên dây cót thủ công là em thích nhất. Thực sự mà bác nào mà đang băn khoăn về cái dòng SK bây giờ mà lựa chọn cái đồng hồ mặt lửa hay là cái đồng hồ nào mà SK, thì để bác nào muốn mua để về để trưng bày, để sưu tầm ấy, thì theo như cá nhân em thì em thấy là nên mua một chiếc năm 1970.
Đấy là với bác nào mà không đeo mấy mà chỉ dùng để ở trong tủ chúng ta sưu tầm thôi, thì chúng ta sưu tầm năm 1970 thì nó sẽ có giá trị lịch sử hơn, giá trị sưu tầm tốt hơn. Giá thì nó sẽ loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 3 đến 10 triệu. Hôm trước em có bán chiếc 6 triệu mặt lửa đấy, hàng nguyên zin ở Nhật. Thì tình trạng nó phải phải nguyên zin nhé. Thế còn năm 1970 thì nó lại rất là khó mua được hàng chính hãng. Thường thì chúng ta chỉ anh em thường săn ở bên Nhật ấy, thì may chăng được cái hàng zin đấy. Thì rất dễ mua được hàng zin bởi vì Nhật nó không bán hàng fake. Ở Nhật là anh em biết là họ không bao giờ họ bán hàng fake như ở mình đâu. Đấy, nhưng mà ở thị trường Việt Nam mình bây giờ thì toàn hàng mất zin thôi, hoặc là thứ hai nữa là cái bộ máy của 469 này nó nếu mà thời năm 1970 đến bây giờ mà nó không được bảo dưỡng liên tục thì nó đã bị xuống cấp và thường chạy rất là kém chính xác. Và đời máy cũ thì nó lại không có lên dây cót thủ công cho nên là nó rất là bất tiện khi dùng. Bắt buộc là chúng ta phải đeo hoặc là chúng ta phải có máy lên dây thì mới chạy được. Đó. Thế còn bác nào mà vẫn thích cái thiết kế của SK Super King năm 1970 thì chúng ta có thể cân nhắc hai phiên bản. Một phiên bản năm 2015 và một phiên bản năm 2019. Thì theo cá nhân em thì chúng ta nên mua năm 2019 bởi vì nó có hỗ trợ cót tay, lên cót tay và hacking movement, tức là dừng kim dây khi chỉnh giờ. 2015 thì nó vẫn sử dụng cái máy của đời 1970 cho nên là nó vẫn không có lên dây cót thủ công và chúng ta vẫn phải đeo liên tục hoặc là chúng ta phải có cái máy để chúng ta lên cót. Thế thì 2019 này theo em nghĩ nó sẽ là một cái sự lựa chọn chuẩn hơn, hoàn hảo hơn đối với một anh nào mà thích thiết kế của SK mà lại đeo thường xuyên hàng ngày đi làm, học tập hoặc là đi chơi. Thì theo như em được biết là chiếc này là chiếc hợp lý nhất. Bởi vì hiện tại theo như em được biết thì cái chiếc này nó vẫn chưa có hàng fake. Năm 2020 tính đến thời điểm này là chưa có hàng fake của năm 2020. Nếu mà hàng năm 1970 hay 2015 này thì hàng fake nó đang tràn lan trên thị trường Việt Nam chúng ta hiện nay, là nhiều khi là thợ người ta cũng có thể tự lên được một chiếc đồng hồ SK này. Bởi vì là máy 469 người ta có bán lẻ mà, linh kiện có thể mua được, máy 469 nhiều khi là có thể mua lẻ được. Trung Quốc là có thể bán lẻ. Nhiều thợ họ có thể tự về họ tự lắp lên họ bán. Và giá nó chỉ khoảng tầm 1 triệu, triệu mốt đến triệu rưỡi là cùng thôi. Nhá, không có cái SK chính hãng nào mà giá 1 triệu rưỡi dưới 2 triệu đâu anh em nhé. Thì nó là hàng fake đấy. Hàng máy 469 thì nó cũng là máy 469 nhưng mà nó lại là cái phiên bản hàng rẻ của Orient. Đấy, chứ nó lại không phải là hàng chính hãng, hàng đẹp. Đấy, cho nên anh em phải lưu ý cái đó. Thế cho nên là khi mà giả dụ như anh em mua một con SK 1970 về để sưu tầm thì đến lúc gì mang ra lại thấy là hàng fake thì nó chúng ta vừa mất tiền oan, hơn nữa lại còn bị bẽ mặt đấy chứ, đúng không? Anh em chơi đồng hồ cười cho. Thế cho nên là các bác thực sự thấy nhu cầu mà anh em thích cái SK thiết kế của SK năm 1970 và lại sử dụng đeo thường xuyên đi làm hàng ngày, thì sử dụng sinh hoạt thường xuyên hàng ngày thôi, thì 19 SK 2019 này nó sẽ là một cái sự lựa chọn chuẩn nhất. Chuẩn nhất luôn, không cần phải nghĩ ngợi mà cũng không cần phải cân đong đo đếm so đo gì đâu, bởi vì về giá thì 2SK này nó cũng một hơn đắt cái này, tất nhiên là đời mới nó sẽ đắt hơn tí, nó chính hãng ở Việt Nam bây giờ nó khoảng 6 triệu 8. Hàng xách tay thì nó rơi vào tầm khoảng 4 triệu 5 triệu, anh em nên chọn những nơi nào mà hàng xách tay chuẩn từ Nhật ấy. Thì nó rơi vào tầm 4 triệu rưỡi đến 5 triệu gì đấy. Đó. Thế còn 2015 thì có lẽ là chúng ta cũng không nên mua. Bởi vì cái này thực sự em cũng chỉ là hàng sưu tầm em để lại thôi. Chứ nếu mà để mua thì em sẽ mua 2019 này hơn, sẽ sử dụng cái 2019 này hơn. Đó. Chúng ta mua 2019 nó sẽ ok hơn đấy. Không phải vì nói vậy bởi vì thực tế em cũng đang có một chiếc 2015 đây. Đấy. Nhưng mà dùng thì em lại thấy cái 2019 này nó hay hơn nhiều. Chúng ta có thể vặn cót tay và buổi tối chúng ta vẫn ngủ 8 9 tiếng, 10 tiếng sáng hôm sau vẫn chạy bình thường. Còn chiếc này thì thường là chúng ta sẽ phải chỉnh rất nhiều lần là như vậy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo nhé.